Khi còn thi đấu nghiệp dư, võ sĩ người Mỹ Floyd Patterson từng là nhà vô địch Olympic tại Helsinki của đất nước Phần Lan vào năm 1952. Sau khi đoạt huy chương vàng Olympic tại Helsinki vào mùa hè năm 1952 ở hạng trung, Floyd Patterson chính thức bước lên võ đài chuyên nghiệp vào cuối năm đó và thi đấu ở hạng bán nặng. Mặc dù Floyd Patterson thi đấu phần lớn thời gian đầu sự nghiệp nhà nghề ở hạng bán nặng, nhưng ông và người quản lý Kurt D'Amato luôn có kế hoạch chinh phục danh hiệu hạng nặng. Tuy nhiên, sau khi Rocky Marciano tuyên bố giải nghệ vào ngày 27 tháng 4 năm 1956, khi đang là nhà đương kim vô địch hạng nặng thế giới, Floyd Patterson được tạp chí The Ring chọn là ứng viên hàng đầu thách thức danh hiệu hạng nặng thế giới mà Rocky Marciano để lại. Sau khi đánh bại Tommy Jackson tại chỗ đài Madison Square Garden ở thành phố New York của nước Mỹ để thiết lập kỷ lục 30 trận thắng trong 31 lần thử đài, đồng thời khẳng định vị thế của ứng viên hàng đầu cho danh hiệu hạng nặng thế giới, Floyd Patterson chính thức được sắp xếp so găng với Archie Moore để tranh đài NBA cùng danh hiệu của tạp chí The Ring vào ngày 30 tháng 11 năm 1956 tại Chicago. Trong trận đấu lớn nhất sau 32 lần thử đài, Floyd Patterson hạ knockout Archie Moore ở hiệp đấu thứ 5 để trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất trong lịch sử của quyền Anh hạng nặng khi tuổi đời mới 21. Đồng thời, Floyd Patterson cũng lập kỷ lục là nhà vô địch Olympic đầu tiên giành được danh hiệu hạng nặng chuyên nghiệp. Một kỷ lục nữa mà Floyd Patterson thiết lập trong sự nghiệp 20 năm thi đấu nhà nghề của mình, đó là võ sĩ hạng nặng đầu tiên giành lại đài vô địch thế giới sau khi để mất nó. Những sự kiện này diễn ra trong vòng một năm khi Floyd Patterson bị thách thức người Thụy Điển là Ingemar Johansson hạ knockout kỹ thuật ở hiệp đấu thứ 3 vào cuối tháng 6 năm 1959. Thì đến tháng 6 năm 1960, Floyd Patterson hạ knockout Ingemar Johansson ở hiệp thứ 5 trong trận tái đấu để giành lại tất cả những gì đã mất, đó là đài vô địch NBA cùng danh hiệu của tạp chí The Ring. Sau hai lần liên tiếp bảo vệ danh hiệu thế giới trong thời gian 27 tháng kể từ khi ông giành lại những gì đã mất trước Johansson, đồng thời đài vô địch hạng nặng NBA cũng chính thức được nâng cấp lên thành WBA, thì Floyd Patterson cũng mất tất cả các danh hiệu hạng nặng trước thách thức Sonny Liston vào đêm 25 tháng 9 năm 1962 tại Chicago. Năm 1986, ba tổ chức quyền Anh lớn là Hội đồng quyền Anh thế giới WBC, Hiệp hội quyền Anh thế giới WBA và Liên đoàn quyền Anh quốc tế IBF đã hợp tác với FBO nhằm tạo ra một giải đấu trong một nỗ lực tìm ra nhà vô địch hạng nặng không thể tranh cãi lần đầu tiên kể từ Leon Spinks năm 1978. Cả ba nhà vô địch hạng nặng lúc bấy giờ là Pilon Thomas, James Smith và Tony Tucker cũng như một số ứng viên hàng đầu đều được tham gia giải đấu, trong đó Matheson là ứng viên trẻ nhất cũng tham gia tranh tài với đàn anh. Trevor Burbick được sắp xếp cho găng với nhà đương kim vô địch của WBC lúc bấy giờ là Pilon Thomas. Trong một trận đấu tranh chấp chặt chẽ, Trevor Burbick đã vượt qua nhà đương kim vô địch hạng nặng của WBC Pilon Thomas bằng điểm kỹ thuật sau 12 hiệp căng thẳng vào đêm 22 tháng 3 năm 1986 để lần đầu tiên trong sự nghiệp trở thành nhà vô địch thế giới khi vinh dự giữ đài hạng nặng WBC. Trevor Burbick được chỉ định lần đầu tiên bảo vệ đài vô địch WBC vào đêm 22 tháng 11 năm 1986 trước thách thức 20 tuổi Mike Tyson, sau khi Tyson vượt qua vòng loại bằng việc hạ knockout kỹ thuật Alfonso Zatip ở hiệp đấu thứ 2 vào đêm 6 tháng 9 năm 1986 để thiết lập kỷ lục cho bản thân là 25 lần hạ knockout đối thủ sau 27 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu bảo vệ chế đài vô địch hạng nặng WBC của Trevor Burbick, chế đài mà võ sĩ người gốc Jamaica này đã đoạt được từ đối thủ Pilon Thomas. Đối thủ của Trevor Burbick trong trận đấu này là Mike Tyson. Để có suất tham dự trận thách đấu tranh chế đài WBC với Trevor Burbick, thì Mike Tyson đã hạ knockout kỹ thuật đối thủ Alfonso Zatip. Đó là các trận đấu nằm trong khuôn khổ mà WBA, WBC và IBF kết hợp với hãng truyền thông SBO tìm ra nhà vô địch hạng nặng không thể tranh cãi kể từ sau khi Leon Spinks làm được vào năm 1978. Đây là trận đấu lớn nhất của Mike Tyson trước đối thủ cao to hơn và là nhà đương kim vô địch, nhưng Mike Tyson đã không ngần ngại tấn công ngay từ đầu, làm cho trận đấu sôi nổi ngay. Bởi nhà đương kim vô địch Trevor Burbick cũng muốn khẳng định mình với những cú đấm liên tiếp về Mike Tyson. Trong tổng số 27 trận thắng liên tiếp vừa qua của Mike Tyson khi anh bước lên võ đài chuyên nghiệp,
thì anh đã có đến 25 lần hạ knock out đối thủ. Những đòn đánh rất nguy hiểm của Mike Tyson. Chúng ta vừa thấy Mike Tyson đã tung ra đòn liên hoàn chính xác. Trận đấu giữa Trevor Burbick và Mike Tyson được tổ chức tại số đài Las Vegas Hilton. Đây hướng đến danh hiệu là võ sĩ vô địch thế giới không thể tranh cãi. Thì Trevor Burbick hoặc là Mike Tyson, đối thủ thắng trận trong trận đấu này sẽ tiếp tục thi đấu nữa, gặp những nhà đương kim vô địch của WBA và IBF. Ba mươi lăm giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Đòn đánh chính xác cả hai tay của Mike Tyson đã làm cho nhà đương kim vô địch Trevor Burbick loạng choạng trên võ đài. Đây là cơ hội để cho Mike Tyson tìm kiếm chiến thắng knockout lần thứ 26 kể từ khi anh bước lên võ đài chuyên nghiệp. Chúng ta chờ đợi xem. 10 giây cuối cùng. Trước đó thì Trevor Burbick đã gặp khó khăn trước nhà đương kim vô địch của WBC là Billon Thomas, nhưng cuối cùng anh đã giành chiến thắng bằng điểm kỹ thuật để trở thành nhà vô địch thế giới. Trước đây thì Trevor Burbick đã từng thách đấu nhà đương kim vô địch WBC là Larry Holmes nhưng đã thất bại. Chúng ta cùng theo dõi lại đòn đánh chính xác bằng cả hai tay của Mike Tyson. Với hai đòn đánh chính xác này, anh đã làm cho nhà đương kim vô địch Trevor Burbick loạng choạng ở võ đài. Bây giờ chúng ta cùng đến với hiệp đấu thứ hai. Rõ ràng là Mike Tyson đang có được lợi thế nhất định và những đòn đánh của anh là cực kỳ nguy hiểm. Trevor Burbick đã ngã đài lần đầu tiên trong trận đấu này. Nếu như ở những giây cuối của hiệp 1 thì anh đã dính đòn và loạng choạng ở võ đài, thì những giây đầu của hiệp đấu thứ hai anh đã không thể đứng vững sau những đòn đánh cực kỳ chính xác và mạnh của Mike Tyson. Trevor Burbick tiếp tục gặp khó khăn. Rõ ràng là trong ý tưởng của Mike Tyson lúc này, chúng ta dễ dàng đoán ra là anh muốn kết thúc trận đấu này càng sớm càng tốt. Mike Tyson không hề e ngại thân hình cao to của nhà đương kim vô địch Trevor Burbick. Gần 1/2 thời gian của hiệp đấu thứ hai trôi qua, trên võ đài chúng ta thấy là Trevor Burbick đang gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều trận đấu của Mike Tyson khi anh bước lên võ đài chuyên nghiệp, anh quyết định trận đấu ở ngay hiệp đầu tiên. Và hiệp đấu thứ hai lại đòn đánh chính xác nữa của Mike Tyson. Lần đầu tiên thượng đài bảo vệ chiếc đài vô địch hạng nặng WBC, Trevor Burbick đã gặp một đối thủ cực kỳ khó chịu. Đây là trận đấu lớn nhất của Mike Tyson kể từ khi anh bước lên võ đài chuyên nghiệp, trận đấu thứ 28, nhưng là trận đấu đầu tiên anh tranh đài vô địch thế giới. Còn đối với Trevor Burbick thì anh đã có kinh nghiệm tranh đài vô địch thế giới, một lần thất bại trước Larry Holmes.
cũng tranh chiếc đai WBC. Nhưng trước khi đối đầu với Mike Tyson thì anh đã thành công trong trận thách đấu với Billon Thomas, một đòn móc như vậy là đòn dòng bằng cánh tay trái của Mike Tyson đã trúng vào trán của Trevor Burbick, và võ sĩ đang giữ chiếc đai WBC đã ngã đài, chiếc đai của Hội đồng Quyền Anh Thế Giới. Đây là đòn đánh quyết định của Mike Tyson. Hạ knock out kỹ thuật Trevor Burbick ở hiệp đấu thứ hai. Mike Tyson chẳng những trở thành nhà vô địch thế giới đoạt chiếc đai WBC mà anh còn xô ngã kỷ lục mà Floyd Patterson đã giữ trong suốt 30 năm qua. Đó là võ sĩ trẻ nhất đoạt đai vô địch hạng nặng. Mike Tyson hạ Trevor Burbick lúc anh 20 tuổi 145 ngày. Còn kỷ lục của Floyd Patterson giữ 30 năm qua. Khi đó thì Floyd Patterson là 21 tuổi 331 ngày.